Ở bài này chúng ta học về cấu trúc hỏi thành viên gia đình. Cấu trúc hỏi thành viên gia đình thì là người thì chúng ta sẽ hỏi bằng cấu trúc có bắt đầu bằng who. Đúng không ạ? Thì thường chúng ta sẽ có cách làm là bây giờ các bạn chuẩn bị, các mẹ chuẩn bị cho mình một cái ảnh gia đình. Ở đây có những người và chúng ta thực hành cấu trúc who is this? Who is this? Câu hỏi có từ để hỏi đứng đầu, cao ở đầu, thấp ở cuối. Một buổi thì có thể thực hành 1 đến 2 cấu trúc, nhưng vì các bạn có link liên kết của nhiều cấu trúc mà khi mà mình cứ đưa lên mới thì mình đưa vào một cái link website ấy thì các mẹ lưu về để học. Dữ liệu có rất nhiều nhưng liệu mình có đầu tư được 15 phút một ngày đồng hành với con không? Who is this? Thì mình chỉ bức tranh. Thì con sẽ trả lời là this is my, ví dụ this is my father, this is my mother, this is my mom, this is my dad, this is my grandma, my grandpa, grandmother, grandfather, this is my sister, this is my brother. Father, mother, grandmother, grandfather, sister, brother. Chúng ta có cấu trúc who is this? This is my father. Who is this? This is my mother. Who is this? This is my grandmother. Ở đây có âm TH rất quan trọng là phải chuẩn. Câu hỏi có từ để hỏi đứng đầu, cao ở đầu, thấp ở cuối. Thì khi mà dạy con bước 1, được chưa? Bước 1 là mình sẽ dạy con đọc các từ vựng. Nhìn vào tranh đó, bởi vì các bạn lớp 1, lớp 2 này học cái này rồi, nhưng các bạn không được thực hành đọc nhiều, nói nhiều. Mình sẽ làm cái này luôn. Cái thứ hai, mẹ sẽ là người hỏi và con là người trả lời. Sau đó ngược lại, con là người hỏi, mẹ là người trả lời. Ok. Và hôm sau trước khi chúng ta học cấu trúc mới thì chúng ta sẽ luôn review cấu trúc cũ, rồi sẽ tăng được dần lên rất là nhiều. Ok. Cả nhà nhớ follow cái cấu trúc này nhé.